Hello, xin chào anh em. Quý này của mẹ tiếp tục sẽ lại với kênh mua bán xe để cũ của bên mình. Ngày mới chúc anh em nhiều sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải tấn chính nha. Phiên bản đầu đứng của dòng Taco Ô Linh. Xe nói chung là đẹp, rất là xịn sò luôn nha anh em. Đó, mọi thứ đều rất là ok. Đó. Đầu cabin thiết kế khá là đẹp luôn, ghế bọc da ba chỗ ngồi, xe đi cũng được 80.000 km anh em, đi cũng ít thôi nha. Đó, sexy bao nhiêu vô cứng, thùng thì thùng một lớp, này là thùng của nhà máy nha anh em, dòng Taco đó, dòng Taco rất là xịn sò luôn. Tải nâng chính thùng 4,3 m đời 2022, xe nói chung là đời cao 320 triệu, bao rút hồ sơ gốc cho anh em trực tiếp lên xem xe trải nghiệm lái thử nha. Mọi thứ đều rất ok, mua chỉ việc chạy cày cuốc lượm lúa thôi nè, không cần phải làm gì thêm nha. Nếu anh em biết cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình ở cái này xem xe trải nghiệm lấy thử nha. Nếu cần máy phù hợp thì cái zin em nói về phục vụ đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng cùng các bạn. Chiều ngang có đồng là 1,950 m, chiều cao là 1,830 m, đời 2022, tải tấn chính nha anh em, niên hạn sử dụng 2047, thùng có cửa hông lớp một lớp y một lớp lò này kẹp nó là dẻo cứng cáp luôn. Đầu cabin thiết kế rất là đẹp, full tông, ô linh full tông, dòng cao cấp nha anh em, trang bị đầy đủ nha, các tính năng máy lạnh. Đó, cabin hầm hố rất là đẹp luôn, đường kính mâm là 16 inch, vỏ 700, đây là khối động cơ Isuzu liên danh, dung tích xi lanh là đâu đó khoảng 2.7 nha nè. Đó, công suất cũng rất là khỏe. Đó, nên là mình năm cái mẫu xe tải ô linh này cứ liên hệ chuyển với mình, 320 triệu có thương lượng cho nên cho tiếp này xem xe cho người máy thử nha. Tải tấn chính thì 4 ha. Nếu là mình đang có mỗi xe này liên hệ trực tiếp là lấy xem xe cho người máy thử. Nếu là máy phù hợp thì cho nên các bạn tự chủ nên là ở mình sẽ hóa cho những cái hàng của các bạn nha. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.